Rồi, các anh chị sắp hết thời gian 10 phút chưa? Chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa? Chỉ nhìn thấy nó buồn, không biết là bao nhiêu phút, không nhìn Rồi, thấy. chắc là khoảng đâu đó khoảng độ 2-3 phút nữa thôi đúng không ạ? Rồi, thế thì tôi cũng xin phép là lát nữa khoảng độ 2-3 phút nữa nhé. Thì chúng ta có thể dừng lại cái bài kiểm tra này ở đây được rồi. Ok, để tôi xem là vậy anh chị đã nắm được những cái kiến thức cơ bản thì chính cái điểm chính của cái bài chapter trước chưa? Thế là được. Đấy, và xem là chúng ta có cái thời gian dành ra để chúng ta ôn tập lại những cái mà chúng ta đã đi qua được không? Ok, rồi, như tôi thấy ở đây thì đa số các anh chị ở trong lớp chúng ta đã xong cái bài này rồi đúng không? Có anh chị đạt được điểm rất là cao, thậm chí là tuyệt đối, đúng không? Có những anh chị thì chưa được cái điểm mà mình mong muốn lắm, đúng không? Điểm hơi thấp. Đấy, có nghĩa chỉ được khoảng độ 40-50% thôi. Thì anh chị cũng cố gắng nhá, chúng ta cố gắng. Đấy, chúng ta sẽ có là cái thời gian ôn tập ở nhà này, slide này. Trong giáo trình anh chị cũng cố gắng là tranh thủ dành chút đi thời gian để chúng ta nghiên cứu, để đọc lại những cái thông tin đó để chúng ta không bị quên kiến thức, đúng không? Và nắm được những cái ý rất là cơ bản, rất là chính rồi, những cái gì chúng ta đã học qua. Bởi vì là cái lượng kiến thức ở trong một tuần, trong một bài nó rất là nhiều. Đấy, thì tôi cũng sẽ tranh thủ để giúp cho anh chị ôn lại những cái phần này ở đầu giờ. Rồi thì có lẽ là chúng ta sẽ dừng cái bài kiểm tra ở đây nha anh chị nhé. Đấy, nó chỉ là để giúp cho anh chị ôn tập lại một chút thôi. Đấy, sau đó thì cho phần nào ta chưa hiểu lắm thì anh chị có thể hỏi lại tôi sau cũng được. Đấy, thì chúng ta sẽ dừng cái bài kiểm tra này ở đây nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái chapter số 3. Được chưa? Ok chưa? Rồi. So let's Không ạ. start. Let's begin the lesson. Ok. Và tôi sẽ để cái dạng chia sẻ có âm thanh. Rồi, chúng ta sẽ vào chương số 3. Anh chị sẽ ghi chép một chút ạ. Rồi, chapter 3, The Sounds of Language. Đấy, chúng ta sẽ bàn về cái âm thanh của cái ngôn ngữ, đúng không? Cách là cái con người đúng không? Tạo ra các cái âm nó như thế nào. Nhưng mà chúng ta chỉ nói về cái việc là đối với cả cái tiếng Anh thôi.
đấy, các âm ở trong tiếng Anh ấy, thì chúng ta sẽ tạo nó ra nó như thế nào đấy, và phân loại là các cái âm đấy như thế nào làm sao. Rồi thế thì trước khi mà vào cái phần nội dung ấy thì tôi muốn anh chị hướng lên trên màn hình và chúng ta xem một đoạn video clip ngắn mô phỏng về cái việc là cách chúng ta để tạo ra các cái âm và có những cái thành tố hoặc yếu tố hoặc là gì nhờ cái bộ phận nào mà liên quan đến quá trình chúng ta phát âm này, thì anh chị xem xong rồi anh chị sẽ cho tôi câu trả lời nhé. Bean, beat, bends, boy, budge, cease. Anh chị có nghe thấy tiếng âm thanh của clip không ạ? Có. Dạ vâng, thì tôi tiếp tục ạ. Chip, chops, coat, coil, coin, coup, cook, found. Đó, thế đây là một cái clip mô phỏng đúng không? Khi mà người ta phát âm các cái từ trong tiếng Anh như thế nào. Đấy, và anh chị có thể thấy là có cái luồng hơi ấy, nó bật ra đấy đúng không ạ? Đấy, thế thì tôi xin hỏi lại là gì nhỉ? Chúng ta sẽ thấy là có những cái thành phần nào đúng không? Những cái bộ phận nào mà nó tham gia vào cái quá trình mà chúng ta tạo ra cái âm, những cái âm thanh vừa rồi ạ? À? Xin mời anh chị. Nó gồm có môi, răng, Vâng, đúng rồi. lưỡi, Môi này, răng này, răng, lưỡi lưỡi này, gì và nữa? cái thanh quản, cái cuống họng, Thanh quản này, cuống họng này, vâng, rất chính xác rồi, vâng, còn gì nữa không ạ? Còn gì nữa không ạ? Đã hết chưa anh chị? Rồi, chúng ta làm thế là có cái luồng hơi mà nó gì nhờ? Nó có cái âm đúng không? Đi qua khoang miệng nhưng mà cũng sẽ có âm là nó sẽ đi lên trên, có nghĩa là đi qua cái khoang mà chúng ta lên mũi, và chúng ta khi đó chúng ta sẽ có một cái âm đó là âm mũi. Đấy, như vậy chúng ta sẽ có sự kết hợp đúng không, và tham gia của một số các cái bộ phận trong cái bộ máy cầu âm của chúng ta. Để ví dụ như là tôi nhắc lại là răng này, môi này, lợi này đúng không, lưỡi này, rồi là cổ họng, rồi là gì, dây thanh thanh quản đúng không, và cái khoang bộ phận là khoang mũi đó. Thì chúng ta sẽ vào cái phần này đấy. Rồi hôm nay chúng ta sẽ nói tổng quát sẽ có ba cái phần chính như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ nói về cái phonetics và phonology, có nghĩa là cái ngữ âm học và âm vị học. Đấy, chúng ta sẽ bàn về cái việc là chúng ta tạo ra cái âm ấy như thế nào. Đấy, ngữ âm học. Tiếp theo là chúng ta sẽ nói về cái articulatory phonetics, có nghĩa là ngữ âm học, cấu âm, với cái cách mà chúng ta tạo ra cái âm đấy. Đấy, how speech sounds are produced. Và cuối cùng là chúng ta sẽ nói về cái phonology, có nghĩa là cái âm vị học, khi mà chúng ta có một cái hệ thống đấy và chúng ta thể hiện được cái ký tự đại diện này, viết của cái âm đó ở trong cái tiếng Anh là gì. Rồi thì đầu tiên chúng ta sẽ